Lời nói đầu tiên, Sài Gòn Go và Ngọc Diệp xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Dạ, Sài Gòn Go, Ngọc Diệp chào chú. Chú chào Sài Gòn Go bằng dịp vừa Chú giàu sức chào khỏe, khán giả luôn. chào khán giả trong nước ngoài nước vừa giàu sức khỏe. Rồi. Bây giờ chú cho Sài Gòn Ngọc Diệp biết là chú tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Hà Lộc, À, cái gì Lộc chú? Hà Lộc Là hai tên hả? hai tên không có lót. Rồi Hà bao nhiêu Lộc tuổi chú? sinh năm 1962, 962. Rồi mình đến từ đâu? đến từ Mỹ Hạnh Bắc. Mỹ Hạnh Bắc. Biết rồi, con biết Mỹ Hạnh Bắc rồi, nhưng mà thuộc về tỉnh nào chú? Long An luôn. À đó, mình nói cho hết câu nó trọn chứ. Đúng rồi, Mỹ Hạnh Bắc là Mình tỉnh tưởng Long chú An. ngoài Bắc luôn chứ. Rồi, chú nay 62 tuổi. Rồi chú Lộc ơi, chú có đồng ý cho Sài Gòn Go và Ngọc Diệp sử dụng video và hình ảnh của Đồng mình ý. á đăng lên mạng xã hội và vĩnh viễn không xóa? Đồng ý. Rồi, chú nhìn thẳng đây này chú, đừng nhìn ngoài đó. Nhìn ngoài đó bà con nhìn thấy kỳ lắm. Rồi chú phải hoàn toàn chịu trách nhiệm những lời nói của mình. Đồng ý. Rồi. Chú hiện tại chú làm nghề gì chú? Lao động tự do. Chú kể lao động tự do chi tiết xíu chú. Chi tiết thì nói chung thường ngày thì cũng đi lao động làm hồ, với cũng như mình tự do đó mà. Làm hồ rồi, đó là hồ chính luôn hay là mình làm khác nữa? Có chăn nuôi gà vịt À, đỡ nói chung là lại cho tùm lum lợn. việc gần gần nhà mình ha. Mình có chăn nuôi là mình chăn nuôi được, chăn nuôi gì chú? Gà vịt Nhiều không? 200 con mà 200 con. gà trăm vịt trăm, anh có bị cái luồng gió đi không rồi nó cũng còn được gần cả trăm. Mình được mấy 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 mẫu vườn chú? Không, cái này là mình ở nhà trọ với chủ nhà trọ người À, về ta. hiện tại là chú đang ở nhà trọ Đúng rồi, là chăm sóc gà vịt cho người ta không, nha. của mình chứ. Của mình luôn. Bởi vì người ta cho chú Nhà trọ cho chủ nhà trọ, người ta giao cho mình có trách nhiệm để mà quản lý cái nhà trọ cho người quản lý ta nhà coi chú trọ có thôi, sao. nhưng mà mình trồng là riêng, cái gì mình Mình nuôi là trồng riêng ha. bởi mình trồng trọt, người ta vẫn cho đất mình trồng, với hai nữa cho chỗ mình chăn nuôi. À, vậy là sướng quá rồi. Dạ đúng rồi, Rộng không chú? rộng. Chú cho tụi con với lại quý vị khán giả biết á, là tình trạng hôn nhân của chú nay sao rồi? Chia tay rồi. Chia tay hả? Ồ, chia tay dễ quá rồi chú. Bị gì mình chấp nối chứ đâu có là kết hôn À, đâu. chấp nối rồi, không kết Đúng hôn rồi. ha. Được bao lâu rồi chú? Nói chung thì cũng mới mấy tháng nay thôi, mà tại vì hoàn cảnh bả nghe lời con bả thì bả về sống với con bả, còn mình thì nói chung thì Là chú được mấy người con với cô rồi? không có người nào hết. Không người nào hết. Đúng rồi, Cái này là chấp nối chấp mới nối mới chia tay đây khoảng 2 3 tháng à, 4 tháng nay rồi. 4 tháng nay, nhưng mà trước kia là vợ của chú á. Chứ cái vợ của chú thì nó ngay có cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có giấy kết hôn mà, nhưng chết Vợ mất ha. vợ mất. Đúng rồi, Được, chú được bao nhiêu người con? đứa trai đứa gái theo mẹ nó hết rồi. Theo mẹ hết trơn luôn, giờ mình sống con mình. Dạ đúng rồi. Mình ở nhà trọ đó tháng nhiêu chú? Tháng nói chung nhà trọ là người ta chỉ lấy có 800 thôi. 800 quá rẻ ha. Đúng rồi, Nhưng mà cho mình được cái trồng trọt chứ chăn trồng nuôi nữa. trọt rồi. Đúng rồi, Rồi, hôm nay chú Lộc đến với chương trình để đi tìm một mảnh ghép cho riêng mình đúng rồi. ha. Rồi chú hiện tại là gốc chú là ở Long An luôn hả? Không, cái gốc đó nói chung là quê quê của mẹ là ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Còn quê của ba thì ở Kiên Giang. Cô chú bây giờ còn sống không chú? Mất lâu rồi, mất Mất hồi lâu quá lúc ha. đó là tôi còn nhỏ lắm. Còn nhỏ ha. Đúng rồi, Dạ. Chú có thường thường về quê chơi không? Thăm thăm quê không? có chứ, cũng đi thường lắm. Sóc Trăng chứ cũng ráp giáp biên giới hay sao chú? Sóc Trăng gì hướng về Cà Mau á. Hướng về Cà Mau ha. Cà Dạ. Mau, Bạc Liêu. Rồi, chú vừa chăn nuôi mà vừa làm hồ. Đúng rồi, Rồi cái công việc làm hồ của chú là ổn không? có thể nếu mà làm có thể là đủ sống. Đủ sống, ngày cỡ được nhiêu chú? Lương cũng 4-500. 400 ngày ha. Đúng rồi. Quá khỏe luôn. Nhưng mà cái tuổi chú thấy cũng lớn à, 62 tuổi rồi, mình làm được bao năm nữa chú?
Không, nếu mà sức khỏe đầy đủ thì cứ làm khi nào tới 70 thử. Mình có dự định để mình chuyển sang cái gì để chăn nuôi trồng trọt. Chuyển sang bây giờ mình đang chăn nuôi trồng trọt. Nó có một cái nữa này, dạng như mình làm mình kiếm thêm hả? Đúng rồi, bởi vì mình chăn nuôi đó là mình đi làm ngoài mình kiếm thêm. Dạ. Ừ. Còn cái chăn nuôi là cái đó là cái điểm chính. Dạ. Nó là gì? Cái kinh tế. Rồi từ đó tới giờ là mình làm mình chăn nuôi rồi đó. Mình có để số vốn nào chưa, để thủ chưa? Mới chăn nuôi năm nay. Mới có năm nay. Mới năm nay. Một năm cũng lâu rồi chứ. Mới mấy tháng này nuôi trước hôm tháng 10 tới giờ rồi. À vậy là mới có mấy tháng à. Đúng rồi đó. Nếu mà mình kiếm được mới vốn chắc là mình mua nhà ha. Mua nhà mình cho nó tiện hơn. Không, nhà cửa thì nói chung thì cái số tiền mua cũng chưa có nổi đâu, tại chưa nổi. Mình làm sống qua ngày thôi. Sống qua ngày thôi ha. Tiếng dính lớn tuổi rồi, giờ mình cài theo tuổi trẻ bây giờ. Nói chung tuổi trẻ nó làm nhiều khi nó còn chưa hơn mình nữa. À tuổi trẻ bây giờ là thua chú luôn á. Chú thấy là rất là rắn rỏi nè ha. Ừ. Tuy có hơi đen xíu nhưng mà đen này đen chắc chắn hả chú? Đen này thịt da chắc lắm chứ, dân nắng mà. Ờ, mình đã mình làm ngoài trời rồi, nắng nôi cỡ nào trắng cũng thành đen. Trắng cũng thành đen nữa. Đúng rồi. Rồi. Chú có điểm mạnh điểm yếu gì không chú? Nói bà con biết á. Điểm mạnh yếu thì nói chung á thì theo về cánh thì hơi nóng thôi. Hơi nóng. Mà điều nóng chút xíu là hết rồi chứ không có thù giận mình, ai để lâu hết trơn. Mình đi làm phụ hồ gì nè là mình có nhậu nhẹt nhiều không chú? Không, cái đó là mỗi tuần á, nhiều khi có chỗ thì người ta cho nhậu, nhậu nó không cho thì mình về nhà mình. Về nhà thôi không nhậu. À. Rồi hút thuốc mình có hút không chú? Có chứ. À đây nói để cho các cô biết ha. À đúng rồi. Để các cô coi chú có phù hợp hay không. Giờ trong cuộc sống á là chú có thường đi đây đi đó được không? Nói chung thì mắc chân nuôi thì không đi đâu được hết. Nói chung bây giờ mình lo mình làm hết. Lo làm chứ ở có một mình mà chứ bây giờ đi đâu chứ. Gà dịch ai mà coi chăm sóc cho mình đâu. Rồi. Bây giờ chú đến với chương trình Sài Gòn Go Ngọc Diệp á, chú muốn tìm một cái mảnh ghép như thế nào phù hợp với mình? À, bây giờ thật lòng là tốt rồi. Thật lòng, thật lòng là sao thật lòng chú? Thật lòng cũng như kể là mình nói đi. Cái gì mình nói đâu mình phải làm theo cái lời mình nói. Nói là phải đúng. Làm ha. À đúng. Còn mình thương mình phải thương thật lòng. Ừ. Rồi bây giờ chú có cần cô đó có nhà có cửa gì không? Không, bây giờ về nhà trọ chú cũng được mà có nhà cũng càng tốt. Ừ. Mình cũng như là mình hùng hợp với nhau để mình gom góp mình làm. Cô đó không có việc làm rồi về chú sắp xếp việc gì? Không, về nhà chủ yếu là nội trợ. Chú nội trợ là nội trợ cho chú với lại chăm sóc gà dịch à. Rồi mình đi làm rồi vậy thôi. Cái này là các cô mà dạng như là muốn làm nội trợ với làm công việc nhà thì chắc cũng có thể đến với chú rất là phù hợp. Nói chung là nội trợ ha. Đúng rồi. Rồi chứ chú không cho đi làm mướn làm thuê hết trơn. Lại có thêm có một chú kiếm một cô về làm nội trợ. Rồi. Rồi chú cần cô đó những điểm gì nữa? Nếu yêu cầu như vậy thôi. Vậy thôi, đơn giản quá vậy. Ừ. Thật lòng. Rồi người bây giờ là cái cô đó không chịu về ở chung với chú rồi sao? Ví dụ như cô đó có nhà, nãy chú nói là có nhà cũng được mà không có nhà cũng được. Kêu chú về rồi chú có đi không? Nhưng mình cũng phải sắp xếp lại. À vậy ha. Cũng đi được mà nhưng thì tại vì hiện tại là chú không có nhà đó. Đúng rồi. Mà cô đó có nhà. Mà giờ chú kêu cô đi ra ở nhà trọ với chú. Thì tự nhiên cô có nhà mà kêu đi cô ở nhà trọ. Có nhà đi yêu cầu chú cũng yêu cầu phản là mình chấp nhận là thương nhau mà ở với nhau là thật lòng với nhau. Dù có nhà mình cũng có sức công để mà mình tạo điều kiện mình làm chứ đâu phải là mình thôi giờ vậy nãy ví dụ như mà cô đó mà có nhà mà có vườn tược rồi đó mình về đó mình đúng mình rồi phụ, mình làm ăn hùng nhau cùng nhau mình làm chứ. Chú thích làm vườn không? Thích chứ. Thích lắm hả? À đúng rồi. Bây giờ mà cũng trúng đường cô mà làm vườn rồi làm vườn chăn nuôi là chú chịu dữ lắm. À tại vì kẹt quá mình rồi đất quan dĩ mới đi làm rồi công cho người ta rồi mình hái sầu riêng được không? Được. Cái gì chú làm cũng được hết. À. Đợi đào đất, vét mương, cái gì chú từng làm.
Hiện giờ mình dạng như mình không có nhà thì mình về đó mình phụ hợ, mình làm ăn, mình góp công sức ha. Đúng rồi. Rồi. Để mình hưởng thụ sao với tuổi già của mình cho nó thoải mái một chút. Chú có gia trưởng không chú? Có tính gia trưởng không? Không. Ví dụ như mà cái cô đó đang làm sầu riêng mà chú không thích, chú kêu qua chăn nuôi. Không, cái đó là mình cũng phải hợp ý với nhau. À. Bây giờ mình làm được thì mình nói được mình phải làm được. Rồi. Là chú đồng ý là cái phần đó. Chứ còn mình nói được. Mà làm không được đừng nên nói. Rảnh tánh của chú là gì? Nói là phải hành ha. Đúng rồi. Không hành đừng nên nói. Đúng rồi. Chú có biết hát cho hò gì không? Nói chung là yêu văn nghệ gì không? Cũng yêu văn nghệ lắm mà bây giờ cái tuổi của mình nó cũng hơi nhiều khi là vui vui á. Mà bây giờ có vài câu ngâm thơ được không? Bây giờ thì nói chung hát không nổi. Rồi, không nổi ha. Thôi giờ chú cũng muốn đến kiếm một tìm mảnh ghép nhờ sàn gô và Ngọc Dẹp. Thì cái tiêu chí của chú á là tìm một người nào biết yêu thương về làm ăn với mình, hoặc là về với cô ấy làm cũng được ha. Cô đơn cũng được, người nào độc thân cũng được, độc thân ở với chú về nhà trọ chú cũng vẫn được. Mà tuổi này ít độc thân lắm. Con cái rồi nó lớn hết rồi thì nhiều khi cha mẹ cũng ở mình, mà con cái lâu lâu cũng lại thăm. Chú thì con theo mẹ nó hết rồi chứ đâu có theo chú đứa nào đâu. Giờ chú ở độc thân con mình. Rồi chú giờ khỏe rồi. Giờ nếu mà đến với cái cô đó thì cũng đâu có vướng bận gì đâu. Không có vướng bận gì. Dạ. Muốn đi đâu đi, hai vợ chồng như số một nha, đi chỗ. Rồi cô đi, chú cần cô đó ngoại hình thay ra sao? Ngoại hình thì cũng chung chung thôi, với chú cũng không kén chọn gì đâu. Nói chung mình cao mét mấy chú? Sao từ mét rưỡi đổ lên được rồi. Mét rưỡi đổ lên ha. Chú mét mấy? Chú mét 68 nữa. Mét 68. Rồi chú tuổi tác sao chú? Chú hiện tại là 62 á, cần cô đó tuổi chú nhiều? Chú cần từ 50 đến 60. 50 đến 60. Đúng rồi. Không nhà cũng được mà có nhà đúng càng rồi. Tốt. Không nhà cũng được cũng tốt thôi. Chú chấp nhận về với cô. Đúng. Đó, làm gì chú làm đó. Đúng. Rồi. Thấy chú rất là giỏi nè. Rồi tay chân rất là cứng rắn nè. Đó. Về đây là phụ cô rất là được việc luôn đây. Các cô hãy xem chương trình này và gọi gấp lên Sàn Gô và Ngọc Diệp liền. Để cháu sẽ kết nối cho hai người. Và hai người Tết này về hữu hỷ với nhau ha. Đúng rồi, trong Tết đi cho nó vui. Vui không chú? Vui. Nếu mà có vợ vui không? Vui chứ. Có vợ như là lần này lần thứ ba phải không chú? Đúng rồi, lần ăn ngủ cũng như đỡ buồn. Dạ. Chú kể lại coi người vợ lần thứ hai của chú tại sao mà đi sớm vậy chú? Thôi, mình nói khó nói. Khó nói ha. Thôi, khó nói bỏ qua. Ta có của. Ta có của. Mình không có của. Rồi, cũng gì ta thích này, ở đâu thích người ta đi. Thích thì ở, không thích thì đi. Mình nói đâu được. Về đây ở nhà chỗ chú chừng ba bữa con điện lên đi à. Buộc phải chú phải chở đi. Vậy, phải chở về đặng. Sẵn tiện là bà đi luôn. Vì có nghe lời con thì kiểu đó là mình cũng đâu có biết được. Tại vì gia đình của người ta thì mình cũng đâu có vô nhà bà được đâu. Tại vì bà con bà hai đứa thằng con trai. Mà đỡ điên. Dạ. Mà mình chưa có nhà nữa. Nó mua nhà riêng rồi, bị nó bán nhà đó rồi nó mua nhà khác ở, mẹ con nó ở. Rồi chú thấy vậy thôi cũng buồn quá, kệ nếu mà chấm dứt được cũng càng tốt chứ không có gì đâu, chú cũng không có vậy là giờ gì. Chú chấm dứt luôn rồi đúng không? Chấm dứt luôn. Để mốt nó về nó lanh quanh mệt lắm, mệt mỏi dữ lắm. Với hai nữa bả về ở với chú, bả có làm gì đâu, chú cũng cho ở nhà nội trợ thôi chứ đâu có bắt đi đâu làm gì đâu. Chú lo bề ngoài bề trong chú cũng lo vậy. Thấy chú giỏi nè, để hy vọng là chú sẽ gặp được cái cô nào mà có đủ điều kiện, chú chỉ ra sức thôi. Bây giờ chú cần nói gì với cô không? Cái người sắp tới đây với mình nè. Thì em nào có cảm thích hợp với anh đó thì cứ đến trong dịp Tết này đi, trong Tết đi đi. Cho anh cơ hội để về nhà em. Đúng rồi. Làm mâm cơm ăn với em rồi ra. Đúng mắt rồi, tổ tiên ha. Đúng rồi, làm mâm cơm ra mắt anh chị em cô bác rồi chứ. Rồi. Chú có dự định gì sau này không?
cái nghề của chú á, hay là chỉ chăn nuôi thôi? Cũng nếu mà có đất làm ruộng, canh tác làm vườn, rồi chăn nuôi luôn, chứ không phải là mình nói mình làm một thứ rồi ba bốn thứ làm chung luôn cũng được. Cái chăn nuôi là riêng biệt rồi, mình không nói đi. Nếu mình có nhà thì mình cũng có vườn có đất thì mình chăn nuôi thì thoải mái rồi, còn mình đi làm được ngoài thêm nữa. Chú giờ chú ở mình chú có nấu ăn được không? Được chứ. Được ha, rồi quá tốt luôn. Thì thôi giờ chú chào quý vị khán giả cái đi. Dạ. Con kết thúc. Dạ, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, mạnh dồi dào sức khỏe. Rồi, em Sài Gòn và Ngọc Diệp xin chào quý vị khán giả. Thì em kết thúc video tại đây. Thì các cô nào xem video của anh cũng biết được chút ít rồi đó. Có đồng cảm gì thì gọi tới chương trình, nhờ chương trình sẽ gắn kết cho hai người. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Chào.